Chào các bạn, cây đàn piano điện ngoài cái tính năng bình thường đó là cây đàn, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng khác là mình tận dụng cái loa của nó. Đây, mình cắm cái MacBook của mình vào cái đàn bên đây. Cái đàn này là S308 nè, loa nó lớn lắm nha. Bây giờ mình mở thử nha. Rồi, mở to này lên. Bạn thấy không? Ngoài cái tính năng của cái đàn ra thì bây giờ mình còn khai thác làm chuyện khác được nữa. Thì ra là nó vẫn còn một cách khác nữa, đó là mình dùng một cái USB Bluetooth để mình nối bằng Bluetooth với cái điện thoại hoặc iPad hoặc cái gì đó. Nhưng mà cái đó mình phải cần có một cái USB Bluetooth ha. Cái đó mua chừng 70.000 hoặc là mình mua cái loại xịn 700-800.000 là mình biến cái đàn của mình trở thành cái loa Bluetooth ha. Giới thiệu các bạn, đây là cây Yamaha S308 màu PE là màu đen bóng ha. Cái cây S308 này là dòng slim, chữ S là slim đó. Slim là gì? Tức là cái phần này nó mỏng, nó hình dáng của nó y như cây upright piano vậy đó, giống cây U1 đó, nhưng mà cái phần này nó mỏng, cái bụng này nó mỏng. Đây, khi mà mình đậy nó cũng có số phone cho mình luôn đó, nó đậy từ từ ha. Đó, kiểu dáng của nó y như cái upright nhưng mà cái bụng của nó hơi mỏng hơn, đúng không? Để chi? Để bỏ vào không gian nhỏ nhỏ là nó rất là phù hợp. Thay vì để một cây cơ thì người ta lại chọn để cây này. Cây này mà giá mới là mắc lắm nha, hơn 100 triệu đó, mình không chính xác là bao nhiêu không biết, chắc 120 triệu quá cỡ đó. Bóng đẹp không? Đen bóng đẹp không? Rồi bây giờ mô tả sơ ở dưới các bạn xem thấy nó nguyên một cái thùng loa bự ở dưới luôn, là nguyên một cái tủ loa luôn, nguyên một cái tủ loa luôn ha. Đó, ở đây là các cổng kết nối này, bạn nào thấy rất là nhiều cổng kết nối không? Rồi mình đây có cái chữ Clavinova, đây là cái giá để sách nè, nó là bằng kim loại đẹp lắm. Đây là bằng kim loại đẹp đấy, đèn bóng. Rồi, đây là cái khe cắm USB Yamaha dòng Clavinova. Rồi chạy qua bên này, chạy qua bên này. Đây cái tên của nó, cái đây là cái nút nguồn, power. Tên của nó CLP308 S308. Các bạn thấy ở đây cũng là loa này. Đó, loa ở dưới gầm là một, và ở trên đây cũng là một cặp loa luôn ha. Rồi bây giờ các bạn nhìn mặt lưng nè, cái khe này là để cắm dây điện. Rồi hai cái, đây là cái khe này là để chi, để mình đưa cái tay vào để mình khiêng đàn đó mà. Đó, khiêng đàn. Rồi mình lướt qua cái bảng điều khiển đấy. Phím là phím ốp gỗ nha, phím gỗ. Bây giờ mình đàn thử một vài bài cho các bạn nghe thử qua cái tiếng của nó nhé.
Mời các bạn đến những cửa hàng của Hoàng để trải nghiệm nhạc cụ nha. Có khá là nhiều cái lựa chọn cho bạn đó. Có thể là lúc này có cây này, lúc kia có cây kia, nhưng mà bảo đảm cho các bạn là lúc nào cũng có cái cây đẹp. Xin cảm ơn, xin chào các bạn.